bây giờ ý chị là chị quay chị lấy bộ nào? Chị lấy cái bộ màu đen trong suốt. Chị lấy bộ màu đen trong suốt. Ý anh là em nên mặc bộ nào? Anh nghĩ là em nên mặc bộ màu trắng trong suốt. Rồi. Ừ. Và mọi người hãy xem coi là bộ đồ của Hương tại sao mà bị như vậy nha. Đây đó. Nó chị có gì phải dở lên cho mọi người thấy đó. Đó đưa lên cái mặt đó mọi người thấy chưa? Đây mọi người thấy chưa? Đó. Tôi xanh giờ đó. Đó, không có anh em ngồi tư vấn, anh em ngồi tư vấn là bây giờ nên chọn bộ nào. Đúng rồi. Để quay lại cho mọi người thấy được là hai cái bộ nó như thế nào đó. Đó. Ôi trời ơi, trời ơi. Lên đèn lên. Lên đèn. Cái là chớp like liền. Lên lên nè. Chị Thư, tâm sự với mọi người sao ngày càng em thấy chị xinh mà ốm ra vậy? Thứ nhất là tại sao chị xinh, hồi nãy anh Long hỏi với Trang đó, chị trả lời là tại chị mê tiền. Mê tiền là phải ốm, mà cơ bản ốm là mới có xô, ốm thì đẹp thì người ta mới bút, mà hiểu không? Xô, chứ mọc quá kỳ, xô. Xô luôn. Vậy tính ra là do em không có xô là do em mập phải không chị? Có không? Tại bả em, cái lĩnh vực em khác, lĩnh vực chị khác. Hiện nay là diễn viên Nam Thư đang chỉ làm sao có nhiều xô, đó là phải ốm, có người bút, phải có người bút xô, đó. Nhưng mà chị là diễn viên đúng không? Chị phải ốm, chị phải đẹp mới có xô đúng không? Em cũng không hiểu là tại sao anh em ốm. Em là hoa hậu nữa. Mà tại sao em không đẹp, em muốn xô? Anh Long ốm hả? Tại chị Thành, anh Long quá. Anh Long ốm, anh Chư Thanh Long mọi người biết rồi. Chư Thanh Long là một dạng như đối với trong mắt Thư là anh Long là fashionista. Ừ. Mà tại sao anh Long ốm? Tại sao anh Long giữ được 6 muối? Tại chị Thành quá. Đúng rồi. Hai đứa ở trong nhà mà em đêm đang khoảng 2 giờ sáng như Long vậy. Vậy tao phải dục, anh Long vậy ấy thì hụt. Chúng ta phải hiểu một điều thực sự là tập thể dục. Hiểu không? Đẩy thì hụt tập thể dục chứ không có chuyện gì khác. Đây, chúng ta phải hiểu cho em mọi người đàn gia mà. Ủa sao mấy đó gọi là chồng? Chồng bây giờ là chưa cưới mà. Chưa cưới hả? Đó. Đúng không? Gia đình mình tâm sự đi, bây giờ đang quay đó. Đó là câu chuyện gì đó, em muốn hỏi gì chị về anh Long đúng không? Không, nhưng mà chị tập thể dục như vậy không ảnh bị mất nước không chị? Mình phải làm cái gì chứ, mình tập thể dục vậy không là mất nước đúng không anh? Trời ơi, ảnh tập thể dục cho ảnh xong chị qua chị tập thể dục cho ảnh. Thì ra là cái bí quyết được hai vợ chồng nữa. Đúng rồi, hai vợ chồng nữa. Có những bài tập không thể nào tập một mình được, mình phải tập hai mình, em hiểu không? Nâng tạ, nâng đồ phụ đó. Ngồi gặp bụng đồ phải có người lấn tay lấn tay được. Rồi hung thế nữa đúng không chị? Nữa em không nghĩ như vậy, nhưng mà sau ngày hôm nay thì em đã biết được hơn là cái bí quyết tập thể dục đó là phải có tập đôi phải không chị? Phải tập đôi. Trời ơi, chứ em không coi mấy bên nước ngoài hả? Nam nữ mà yêu nhau lúc nào cũng động lực đó chị đẹp. Bạo lực hả? Động lực. Động lực em tưởng gia đình chị cũng thỉnh thoảng bạo lực. Tại vì lâu lâu tập thể dục mà chán hết á, mình phải đổi hiểu không? Đây là đó, đây là vợ nè, đó đây là chồng nè, thấy mọi người đây thấy là con gái đó. Con gái mà có thêm đứa con nữa, hiểu không? Là con gái mẹ. Nói chứ là Diễm Hương với lại chị Nam Thư với lại anh chồng rất là đẹp trai. Anh tự giới thiệu đi chứ em biết tên anh rồi đó, anh tự giới thiệu. Thấy không, anh đâu có giới thiệu đâu. Chồng chị Nam Thư, nhà thiết kế, diễn viên, người mẫu, Trương Thanh Long, rất là đẹp trai, fashionista nữa đúng không anh? Không có. Rất là đẹp đó, cho nên là ngồi đây là đang chia sẻ bí quyết làm sao ốm đẹp có nhiều show. Và kế bên đây là ca sĩ Pha Lê. Ủa đang làm gì vậy? Quay đã chơi ngày trước con chị là đi bán pha lê. Đi bán pa tê. Pha Lê nổi tiếng lắm. Pha Lê nổi tiếng lắm, rất là ngon. Cảm ơn anh. Anh ăn được mà. Cảm ơn anh. Không, mai mốt mà mọi người có nhu cầu uống nước, làm trà sữa hay là thẩm mỹ viện hay là nha khoa gọi em. Em làm gì đó? Thẩm mỹ viện, nha khoa. Nha khoa, thẩm mỹ viện. Bây giờ chị nói em nghe nè. Bây giờ là chị thấy là trên người chị, giống người ta hỏi nhìn vô chị cái gì giả. Chị thấy là trên người chị cái gì cũng thật hết. Chỉ có cái tính chị là nó giả thôi. Bà đi sửa cái tính không cái chị? Tính, cái nết khác cái tính nha. Cái nết cái nết là giả. Nói bây giờ người ta nói hay sửa cái nết không. Mà cái tính chị nó giả. Thì bây giờ chị muốn qua thẩm mỹ viện em, chị sửa cái tính nó giả thì sửa sao? Em sẽ mời luôn anh Trương Thanh Long qua để sửa cái tính của chị bên đó. Không, chồng chị không liên quan đi, chị sửa mà. Tính chồng gì vậy được rồi, để chị sửa thôi. Giờ sửa cái tính sao cho nó hết giả. Chị chắc em phải về em hội chuẩn với bác sĩ đó chị. Cái đó cần phải hội chuẩn với bác sĩ đầu ngành luôn, chứ cũng không ai làm được điều đó đâu đúng không? Và mọi người nhớ nha, nhớ phải coi suy nghĩ giùm Diễm Hương là nếu như chị Nam Thư nói là cái tính chị Thư giả quá, bây giờ phải sửa làm sao. Chúng ta cần phải suy nghĩ về câu hỏi này. Ủa nhưng mà sao cuối cùng là post trên đâu? Facebook của em hay là YouTube của em? Vài bữa nữa em post qua cho chị coi. Em cũng chưa biết post đâu. Em quay là em đang quay điên quay khùng hả?
mất thời gian quá, tắt máy ngay đi, không có một thứ gì cả. Nãy giờ giờ bây giờ chị là chị không ổn, chị là đang mua đơn, bây giờ làm sao để thả thính đi chứ. Bây giờ là chị phải thả người ta, mà chị phải tìm hiểu kỹ nhân thân, nghề nghiệp chị chỉ. Ví dụ như những câu đơn giản là hỏi anh ở đường nào, anh ở đi đường nào tới nhà anh, hỏi thì đường tốt cảm đi, chị đi đường nào vào tim anh, ví dụ vậy đó. Hỏi là làm nghề gì, anh làm giáo viên, anh đi dạy hả, anh dạy cách để em yêu anh nhiều hơn được không? Hay là phải làm nghề chọc đồ đúng không, anh chọc tay em cả đời được không? Ví dụ mà bộ mình phải làm bác sĩ thì nói sao, anh giúp em mỗi ngày được không? Hay là bác sĩ ơi, em đi bệnh rồi, hỏi bệnh gì, hỏi bệnh gì cái bệnh ung thư anh. Cái sao nghệ sĩ mình chọn dạy em cách thả thân, em có đâu đó. Rồi bây giờ chị nói nghe nè, bây giờ là em thả chuyên nghiệp quá rồi, bây giờ là em quá chuyên nghiệp rồi, thì em cho phép mình gọi là em đang mua được cái thảo bán mình đang mua rồi em. Thì chúng mình nói chuyện đó, dặn tay mình nói với em, mình thả chơi chứ tới lúc mình thả thiệt không ai tin. Thấy chưa, bây giờ mọi người em làm mấy ngày thì chị chỉ cho em đang đưa một người làm dụng nước, một dụng nước hả? Trời ơi, giống như chị vậy. Rồi xong em thấy bây giờ mình ngồi mình nói anh ơi anh cần dụng nước, anh mệt anh đang để gì nhà em dụng nước anh chạy dụng nước. Trời ơi, đúng rồi. Không thì anh ơi em muốn dụng nước hả, em không muốn uống một giây, em muốn cả đời, em muốn dụng cả đời cho em được không? Rồi chị nghĩ là bây giờ cái gì khó khó là sửa cháy dạ, nếu là mà chồng làm sửa cháy thì anh ơi tim em đang bị đốt cháy vì anh nè, chậm đi anh, chậm đi. Ôi bây giờ của là chị thấy ví dụ mà cái bạn đó làm cho cô là làm sao để tỏ tình cho những cái bạn đẹp trai đó là làm sao? Đẹp trai quá nè. Nè mới nói là anh ơi, vấn đề gì đó, anh có xấu quá đi. Nếu anh không đứng giữa một đám đông, anh sẽ không đẹp. Anh đi một đứng giữa một đám người đẹp, ai cũng đẹp rồi, đâu có đẹp nữa. Anh đi với em. Anh ơi, em xấu lắm đấy nha. Em đẹp, anh luôn luôn đẹp. Đó là vua những con vương đó. Bây giờ là em nghĩ là cái cách thả thính mà nhanh giúp tìm hiểu về rồi.